Câu hỏi thứ 5 Bạch thầy Xin thầy giải đáp giúp con Nhà con muốn thay ban thờ mới Thì ban thờ cũ Khi tháo ra rồi Thì xử lý ra sao ạ Con xin cảm ơn thầy Ở à, cái việc này thì Nó cũng rất đơn giản thôi thay ban thờ mới Thì cái ban thờ cũ nếu mà còn thì còn đẹp thì nếu chúng ta có đồng tu hay có hàng nhà nào mà gì mà hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta có thể gì ngỏ lời để, để để biếu họ để cúng dường họ nếu họ hanh hỉ họ tiếp nhận thì càng có phúc thôi người cho có phúc mà người nhận cũng gì không không tổn phúc tất cả đều có phúc cả nếu còn cái bàn thờ mà nó à, cũ hoặc nó bé không dùng được nữa cho không nhận thì à, có hai cách chúng ta gia đình ra chùa nào đó gần gần nhà chúng ta chúng ta vào nếu có chùa thì bạch các quý thầy đình đền miếu mạo thì thưa với các ông thủ từ các ông ấy xem có dùng để kê lễ kê lạc gì không Đấy, dùng để làm cái bàn cho khách họ dâng lễ hay cái gì gì đó không nếu mà cái ban thờ nó còn đẹp thì có thể là gì nhà đền nhà chùa họ lấy để cho chỗ bày bày lễ ở chùa đây cũng có gì trước đây có mấy gia đình phật tử họ, họ thay ban thờ cái ban thờ nó còn mơ nó còn đẹp nó còn tốt nhưng ngày xưa thì nhà họ nhỏ, họ làm nhỏ nhỏ, bây giờ nhà lớn rồi họ muốn ban thờ cho tương ứng. đẹp hơn, to hơn, trang nghiêm hơn, tố hảo hơn để cúng dàng thần linh gia tiên, trời Phật vân vân chẳng hạn. Họ thay đổi. Thì họ mang đến chùa để họ họ cúng, thì nhà chùa lại để cái đem cái đó ra chỗ là thờ được thì đặt là thờ. Còn nếu không thì để cái chỗ để cho Phật tử bày lễ hoặc là để đồ để đạc gì đó, để hương để đăng để cái đồ gì đó vân vân. Còn cái nếu mà nó nhỏ đình chùa mang ra đình chùa cúng các người ta cũng không nhận nó nhỏ quá thì mình đem gì đem ra sông hồng để để, để gọi là để tắm cho nó mát kể cả cái bát hương cũ thì cái đồ cũ đồ thờ cũ mình không dùng nữa cũng mang một con sông nào đó nó lớn có nước chảy thì mình, thì mình thả sông đó gọi là cho để cho nó mát mẻ thường thường thì chúng tôi hướng dẫn phật tử làm như vậy và hôm nay phật tử hỏi chúng tôi cũng hướng dẫn như thế có mấy cách đó thì tùy chọn cách nào đều được cả mình không bỏ ra nơi góc vườn không bỏ ra nơi ẩm thấp không bỏ ra cái nơi gì nhà vệ sinh hay cái nơi ô uế bẩn thỉu là được đó tránh trường hợp bỏ ra những nơi như thế